Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một đội hình trong top 7. Đội hình gồm một cây, một mẹp và một cá. Điểm nhấn là có cái sừng trứng và lưng phá giáp. Con cây đứng đầu, con mẹp đứng giữa và con cá đứng cuối. Chấm điểm mình chấm đội hình này 5 điểm về energy, bởi vì mỗi con pet đều có một skin không mất mana và một skin tạo mana và phá mana của con mẹp. Về thể cá thì chỉ có đôi cá tai lên 3 điểm. Về thể đam thì team này mình chấm tối đa. Về thủ thì team này không thủ nhiều, 3 điểm. Hiệu ứng thì mình thích cái team này ở cái điểm có cái quả trứng rất khó chịu đối với kẻ địch. Về độ khó thì team này hơi khó chơi thôi. Về giá thì team này 420 đô ở tốc độ thấp nhất. Nốt lại team này đam to, câu đam bằng quả trứng rất khó chịu. Các bạn có góp ý về video và kênh xin để lại lời bình phía dưới. Anh em nhớ like và subscribe ủng hộ kênh. Xin cảm ơn anh em.